ngăn chặn tài xế ma men trong những ngày Tết. Theo số liệu từ Cục Cảnh sát Giao thông, chỉ trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, từ 31 tháng 12 năm 2022 đến mùng 2 tháng 1 năm 2023, lực lượng chức năng toàn quốc đã xử lý hơn 4.300 tài xế vi phạm nồng độ cồn khi lái xe, với số tiền xử phạt lên đến hàng chục tỷ đồng. Theo số liệu trên, thì mỗi ngày, lực lượng cảnh sát giao thông xử lý hơn 1.400 trường hợp vi phạm. Đây mới là các ma men lái xe bị phát hiện, xử lý. Con số thực tế chắc sẽ còn cao hơn nhiều. Điều đáng nói, số lượng các trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức 3, mức tối đa trên 0,4mg trên 1 lít khí thở, chiếm khoảng 30% trong số các trường hợp vi phạm nồng độ cồn được phát hiện, xử lý. Với mức độ nồng độ cồn trong hơi thở cao hơn 0,4mg trên 1 lít khí thở, thì tinh thần, hành vi của người điều khiển phương tiện sẽ không còn tỉnh táo để nhận biết và xử lý chính xác các tình huống giao thông. Vì vậy, hành vi này có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng là rất cao. Tết Quý Mão 2023 đang đến gần, việc nhiều người dân làm tí cồn trong các cuộc liên hoan cuối năm và mừng năm mới là điều khó tránh. Chính vì vậy, thời điểm này, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đang phải căng mình thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết, ngăn chặn tài xế ma men trên đường. Nhìn lại những năm qua, rượu, bia là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia ước tính 40% số vụ tai nạn giao thông và 11% số người chết do tai nạn giao thông có liên quan đến rượu, bia. Tỷ lệ này đang có xu hướng gia tăng. Trung bình mỗi ngày, cả nước có khoảng 700 người vi phạm nồng độ cồn khi lái xe với các mức độ khác nhau. Tai nạn giao thông là điều không ai mong muốn, thế nhưng nó vẫn đang xảy ra khiến nhiều gia đình rơi vào bi kịch. Sau mỗi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đều để lại nỗi đau, nỗi ám ảnh kinh hoàng, day dứt khôn nguôi. Người mất đi để lại những nỗi đau dai dẳng cho người thân. Còn những người bị thương tật không những trở thành gánh nặng cho gia đình mà bản thân họ còn chịu sự đau đớn kéo dài. Thực tế cho thấy, các chế tài xử phạt đối với ma men lái xe hiện nay khá đầy đủ. Mức xử phạt hành chính theo Nghị định 100 đã rất cao so với thu nhập của người dân. Cụ thể, ở mức 3, nếu lái xe vi phạm nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở, đối với ô tô sẽ bị phạt 30-40 triệu đồng, xe máy là từ 6-8 triệu đồng. Ngoài ra, theo quy định của pháp luật hiện hành, lái xe gây tai nạn khi đã uống rượu bia tùy mức độ có thể bị phạt tù đến 15 năm. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã rất kiên quyết và mạnh tay xử phạt đối với vấn đề nêu trên. Thế nhưng, con số lái xe vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện vẫn còn rất cao và số vi phạm trong dịp Tết Quý Mão 2023 sẽ phụ thuộc trước hết vào ý thức cầm lái của mỗi tài xế. Nghị định 100 ban hành năm 2019, đến thời điểm này, nhiều người dân đã nắm khá đầy đủ các mức phạt về các hành vi vi phạm giao thông nói chung và nồng độ cồn khi lái xe nói riêng. Dù biết rằng nếu bị kiểm tra sẽ bị phạt rất nặng, song không ít người vẫn bất chấp, cố tình lái xe dù bản thân không còn tỉnh táo hoặc vẫn tự tin cho rằng mình vẫn lái xe được khi đã sử dụng rượu bia. Chỉ khi xảy ra hậu quả, họ mới lại than rằng biết thế, giá như. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, xác định dịp cuối năm người dân sử dụng rượu bia gia tăng, lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đã huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm, trong đó tập trung cao độ vào hành vi vi phạm nồng độ cồn. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát giao thông còn tích cực phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật giao thông. Tuy nhiên, việc xử lý các ma men lái xe mới chỉ là giải quyết phần ngọn của vấn đề. Mấu chốt để kéo giảm tai nạn giao thông liên quan rượu bia là cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền hơn nữa về tác hại khi sử dụng rượu bia lái xe và như đã nói ở trên, vấn đề quan trọng nhất phụ thuộc vào ý thức của tài xế. Hình phạt đủ sức răn đe, cảnh tỉnh, cùng với đó là ý thức tự giác chấp hành các quy định khi tham gia giao thông của người dân là hai lực quan trọng nhất giúp kéo giảm tỷ lệ tai nạn giao thông, nhất là các tai nạn có nguyên nhân từ rượu, bia. Quản lý kinh doanh xăng dầu không thể truyền mãi quả bóng trách nhiệm. Mặc dù những bất ổn của thị trường xăng dầu đã dần đi vào ổn định, thế nhưng khi muốn đưa việc quản lý điều hành về một đầu mối, cả Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đều muốn né. Như đã thông tin, Bộ Công Thương vừa gửi các bộ ngành lấy ý kiến về sửa đổi, bổ sung dự thảo Nghị định số 95 năm 2021 NĐ-CP và Nghị định số 83 năm 2014 NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu với những sửa đổi quan trọng.
Theo đó, liên quan đến ý kiến đề nghị giao một đầu mối quản lý đối với mặt hàng xăng dầu, Bộ Công Thương đưa ra 3 phương án gồm giữ nguyên như quy định hiện hành, giao hoàn toàn về Bộ Tài chính quản lý hoặc giao hoàn toàn về Bộ Công Thương quản lý. Trên cơ sở đánh giá sơ bộ, đồng thời đánh giá ưu nhược điểm của từng phương án, Bộ Công Thương đề xuất lựa chọn phương án 2, tức là giao toàn bộ việc điều hành giá xăng dầu, tính toán các chi phí kinh doanh xăng dầu cho Bộ Tài chính chủ trì thực hiện. Bộ Công Thương sẽ phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, tại văn bản gửi Bộ Công Thương, Bộ Tài chính lại đề nghị Bộ Công Thương lựa chọn phương án 3 để báo cáo Chính phủ, đó là đối với nội dung điều hành giá xăng dầu và rà soát, hướng dẫn, tính toán các chi phí kinh doanh xăng dầu đưa về một đầu mối là Bộ Công Thương thực hiện. Các bộ ngành khác theo chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu theo quy định. Theo Bộ Tài chính, Bộ Công Thương thống nhất quản lý xăng dầu sẽ chủ động phương án điều hành trong những tình huống thiếu hụt, bất thường. Về vấn đề này, Bộ Tài chính cũng đã có đánh giá và đề xuất cụ thể tại công văn số 11280 ngày 1 tháng 11 năm 2022. Theo lý giải của đơn vị này, một số nhiệm vụ thuộc công tác điều hành giá xăng dầu như giám sát trích lập, sử dụng quỹ bình ổn giá, rà soát tính toán công bố các khoản định mức để tính giá cơ sở, đề nghị giao thống nhất về một đầu mối là Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì điều hành giá, quản lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu để tránh phát sinh những bất cập trong khâu tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tại công văn số 3785 ngày 25 tháng 10 năm 2022, Bộ Tài chính chỉ thực hiện chức năng thanh kiểm tra theo đúng quy định. Trước thực tế đã nêu, không ít ý kiến cho rằng phải chăng các bộ đang né trách nhiệm. Bởi trên thực tế, từ tháng 10 năm 2022, khi thị trường xăng dầu trong nước xảy ra tình trạng đứt gãy, gián đoạn, thiếu cung liên tục, cả hai bộ Công Thương và Tài chính liên tục có những phát ngôn, đề xuất, giao qua, giao lại, khiến dư luận không khỏi quan ngại. Xăng dầu đã trở thành quả bóng trách nhiệm để hai bộ đá qua lại. Thông tin với báo chí, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam cho rằng, các lập luận của hai bộ nêu ra thể hiện quan điểm của họ. Nhưng có thể thấy sự loay hoay, lúng túng trong mối quan hệ giữa các bộ ngành để quản lý, điều hành thị trường xăng dầu đầy biến động. Những bất ổn của thị trường xăng dầu thời gian qua xuất phát từ việc nhập khẩu xăng dầu trên thị trường thế giới đã gặp nhiều khó khăn. Rồi chi phí đưa xăng dầu về nước tăng cao hơn quy định, song không được điều chỉnh phù hợp. Chưa kể, các kỳ điều hành giá bị kéo dài, không theo kịp giá thế giới tại một số thời điểm giá thế giới biến động liên tục, nên cần thẳng thắn mà nói với nhau là các bộ quản lý chưa làm tròn trách nhiệm, cho đến nay vẫn đang đùn đẩy và đổ lỗi cho nhau. Theo ông Thỏa, quản lý giá xăng dầu trong nước hiện tại bị cắt khúc. Vì thế, phải có một đầu mối, đúng hơn là tổng chỉ huy để chấm dứt ngay tình trạng bị cắt khúc này. Hiện Bộ Công Thương đang quản lý từ khâu quy hoạch, xây dựng hệ thống, cấp hạn ngạch, cấp giấy phép doanh nghiệp đầu mối, đặc biệt đảm bảo cung cấp. Thế nên chính Bộ Công Thương hiểu doanh nghiệp và thị trường nhất. Vì vậy, nên giao cho Bộ Công Thương quản lý chính sẽ sát thực tiễn hơn và đúng với luật giá sửa đổi. Cần lưu ý là trong luật giá có một chủ trương định hướng rất quan trọng, đó là phân cấp, phân quyền trong vấn đề quản lý giá cho các bộ ngành, địa phương. Theo luật giá, hàng hóa do bộ ngành nào quản lý, bộ đó nắm được các yếu tố đầu vào để quyết định giá. Ông Thỏa nhấn mạnh. Đồng quan điểm đã nêu, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, Học viện Tài chính cũng cho rằng, đề xuất đưa quản lý xăng dầu sang Bộ Tài chính là không hợp lý và khó thuyết phục, bởi Bộ Tài chính không có kỹ năng nghiệp vụ về thương mại, kinh doanh để quản lý một thị trường lớn như xăng dầu. Trong quá khứ, Bộ Tài chính đã từng quản lý mặt hàng xăng dầu và việc quản lý này thực hiện rất chặt chẽ khi chiến tranh biên giới Tây Nam, phía Bắc xảy ra. Xăng dầu là mặt hàng an ninh, phục vụ quân sự là chính yếu. Sau này, theo nền kinh tế thị trường, Chính phủ đã giao cho Bộ Công Thương quản lý mặt hàng xăng dầu. Bên cạnh đó, các bộ khác cùng phối hợp, nhưng Bộ Công Thương vẫn là cơ quan quản lý, chịu trách nhiệm chính. Hiện, Việt Nam đang lọc xăng dầu chiếm tỷ lệ 75-80%. Giả sử chúng ta có thể lọc và cung cấp đủ 100% thành phẩm xăng dầu cho thị trường trong nước thì cũng khó thay đổi cơ quan quản lý chính. Do đó, Bộ Công Thương về chuyên môn đang quản lý cả nguồn cung xăng dầu nhập khẩu và phân giao xăng dầu thành phẩm. Khi chủ động, hoàn toàn vẫn phải nhập khẩu dầu thô thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương. Bên cạnh đó, quản lý doanh nghiệp đầu mối, phân phối, bán buôn, bán lẻ đều thuộc ngành công thương. Không có lý do gì để Bộ Công Thương cứ đá quả bóng xăng dầu qua bộ này, bộ nọ mãi vậy được. Bộ Tài chính chỉ quản lý về giá, thuế. Bộ Công Thương quản lý toàn diện về đầu ra, đầu vào cho thị trường xăng dầu. Nên giao quản lý chính mặt hàng xăng dầu vẫn là Bộ Công Thương. Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh nhấn mạnh.